Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 4, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra công tác huấn luyện, hợp luyện lực lượng diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK-47. Tham dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá ban chỉ đạo và tiểu ban diễu binh diễu hành đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ. Ngay từ khâu tuyển chọn lực lượng tham gia, tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, chỉ huy, khảo sát lựa chọn địa điểm ăn ở luyện tập cho từng lực lượng nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác luyện tập, bảo đảm phục vụ. Trong 2 tiếng hợp luyện, hàng chục khối vũ trang của quân đội công an đã kết hợp nhuần nhuyễn, tiến qua lễ đài TB4 mô phỏng việc diễu binh tại Điện Biên Phủ trong tháng sau. Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an biểu dương sự cố gắng của hơn 3.000 người trong hai lực lượng đã vượt khó khăn thời tiết nắng nóng thời gian gần đây để luyện tập và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ thêm, bản thân ông cùng Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã từng luyện tập và tham gia lễ duyệt binh năm 1985 tại quảng trường Ba Đình nên hiểu được khó khăn của lực lượng diễu binh hiện nay. Do vậy, Đại tướng Phan Văn Giang góp ý về một số động tác như nâng quân kỳ, khóa tay. Bộ Quốc phòng cũng sẽ may quân phục mới cấp phát cho lực lượng diễu binh sao cho đẹp hơn. Về trang bị, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khối diễu binh của quân đội dùng vũ khí, trang bị cá nhân mới đều là sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay, tôi với anh Cường, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao đổi, thấy các đồng chí sử dụng súng mới rất đẹp. Chúng ta đã bắn kiểm tra và thấy kết quả cao so với khẩu AK-47, có nhiều tính năng tốt hơn rất nhiều. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt cho các lực lượng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, về yêu cầu, nhiệm vụ, xác định đây vừa là vinh dự, niềm tự hào cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi đồng chí khi được tham gia sự kiện lịch sử này, từ đó đã xây dựng ý chí, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập và bước đầu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các khối trình diễn đi đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang như khối chiến sĩ đặc nhiệm, khối chiến sĩ đặc công, khối cờ tổ quốc, khối nữ quân nhạc, khối chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. Các lực lượng bảo đảm phục vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tâm, tận lực, đồng sức, đồng lòng, chăm lo, bảo đảm đời sống sinh hoạt cho các lực lượng tham gia luyện tập. Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng và biểu dương thành tích luyện tập, hợp luyện của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm, ngày 7 tháng 5 năm 2024, không còn dài, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng phải tập trung với trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tương xứng với quy mô tầm vóc của sự kiện. Các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, hợp luyện và chấp hành kỷ luật, tập trung cao độ, tích cực luyện tập thuần thục các động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối từng lực lượng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện. Tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối, đạt được yêu cầu đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, đạt được chỉ tiêu huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ của từng khối từng lực lượng. Khi hợp luyện, phải thể hiện tinh thần đoàn kết, tính hiệp đồng cao, bảo đảm tính thống nhất trang nghiêm hùng mạnh của lực lượng vũ trang. Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý chí, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mọi thông tin liên quan đến buổi lễ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau.